Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình quay lại chợ gạo Tiền Giang anh em, có đến chỗ nhà của anh Việt. Thì ngày hôm nay anh Việt có giao lưu với anh em một số cúc mai tàn. Giá cả anh đưa ra khá là dễ chơi anh em. Anh em nào thích mà thấy giá hợp lý, vô phơm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Việt qua số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Nói chung thì giá cả đưa ra rất là mềm anh em. Anh em vô tham quan từ từ. Rồi, anh Việt ơi, anh Việt cho anh em biết là vị trí mình đây đâu luôn hả anh Việt? Chào anh, chào dạ. Chú anh chị nha. Chú bác. Địa chỉ em đây là ấp Thành Thới, xã dạ. Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay thì mình có giao lưu với anh em như gốc mai anh. Dạ, 8 gốc. 8 gốc hả anh? Dạ. Rồi để em quay gốc đầu tiên cho anh em tham khảo, gốc số 1 cho anh em. Rồi quay sơ cho anh em cái vàng tàn. Tàn rất là khích nha anh em, tàn lớn nha. Một vòng qua nha. Cây này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu hả anh Việt? Dạ, tầm cả 4 mét. Vàng xương là chắc nguyên thủy luôn hả anh Việt? Dạ, nguyên thủy, không có chỉnh sửa. Tán ngang mình khoảng nhiêu hả anh Việt? Tán ngang nằm cũng cỡ 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi hả anh? Dạ. Đây một dọc qua nha. Bông bông mình chỉnh là nhiêu anh? Dạ, 5 tới 9 cánh. 5 cánh 9 cánh nha. Trên đây có cái mặt bông nè anh em. Thấy 5 cánh nha anh em. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng về cái vàng xương từ trên xuống dưới nha anh em. Bắt rất là khích nha anh em. Cây này là mình bán mình sao anh Việt? Thì hỗ trợ gì sao anh Việt? Dạ là mình tặng luôn cái chậu luôn, ship đi cho nó khỏi cái cây. Mình tặng chậu hỗ trợ cho anh em là 200 cây số. Dạ. Nói chung thì cái cây mà mình bứng mình tặng chậu vậy thì anh em khá là thích. Tại vì cái cây nó không mất sức hả anh? Dạ dạ. Dưới đây bộ đế nha anh em, đế lớn nha anh em. Mà anh em thấy đế nó bỏ đều bỏ rất là khéo nha. Đây, đế có dạng như sổ xuống ha anh. Bên đây có đế sẵn luôn nha anh em. Quay cho anh em qua phía bên đây. Này, đế đều hết. Cái này anh nên nớm ốm thử hai tay vô thử coi bộ đế mình cho anh em tham khảo luôn anh. Không xi nhi vậy anh em ơi. Đây. Một dọc lên cái ảnh vô ảnh đo hồng số cho anh em tham khảo. Giá mềm lắm anh em. Cho anh em dễ chơi. Rồi cái này em nhờ anh vô đo thử thoát thân nó khoảng nhiêu anh. Đây, mặt đế này nè. Nguyên cái củ đế mà nó nở mà bỏ đều hết bốn bên hết nha anh em. Rồi. Thoát thân này đi ha. Dạ, đúng. Xuống dưới nhiêu anh? Dạ là 78. 78, cốt cành 178 rồi. Anh đo cái hoành đi anh Việt. Hoành nhiêu anh Việt? 62, 61 tính thôi, 60 thôi. Rồi. 60. Rồi náo nhẹ sơ cái nồi đế luôn anh Việt ơi. Nè anh đo là anh đo bao anh em đo lại nha. Cái nồi đế này như là cái nguyên cái củ đặc này nó là 150. 150. Rồi. Để em ra em quay lại cho anh em tham khảo cái dàn xương lại cái nữa nha. Cây này là mình mã số 1 là mình giao lưu với anh em giá nhiêu hả anh Việt? Dạ là 26 triệu. 26 triệu, bao ship cho anh em là 200 km tặng luôn cái chậu nha anh em. Dạ. Anh em yên tâm, nói chung thì bao ship 200 cây tặng luôn chậu này chắc đi xe tải quá hả anh Việt? Dạ đi xe tải. Đi xe tải nha anh em, chứ cái này lớn rất là lớn. Cái đường kính ngang cái chậu này khoảng nhiêu anh Việt? Nhiêu anh? Cái này là nó 1m3. 1m3, đường kính chậu 1m3 anh em. Giá 26 triệu, quá hợp lý cho anh em chơi gốc mai này. Anh em về anh em dưỡng là anh em chơi bông cũng khá là ổn nha. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha. Rồi gốc tiếp theo mã số 2 nha anh em. Cây này nồi đế hơi bị quái nha anh em. Chiều cao cây này khoảng nhiêu hả anh Việt? Cây này chiều cao cả 2m5. Còn tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Ngang cũng 2m5. 2m5 luôn anh? Dạ. Cây này là mình đem về đây lâu chưa hả anh Việt? Dạ mới đem về. Mới đem về luôn hả anh? Dạ. Rồi, đây bộ tàn lá còn xanh mượt hả anh em ơi. Cây này anh bứng bầu hơi bị lớn nha nè. Cây cho nó khỏe cây. Phía dưới là bộ đế nè anh em. Mặt bông mình thấy chưa hả anh Việt? Dạ cái mặt bông này là cũng 5 đến 9 cánh bông chùm. 5 đến 9 cánh bông chùm hả anh? Rồi em quay. Cây này cái đế nó giống như củ mì vậy anh em. Em một dọc qua anh em thấy là cái đế nó y chang cái củ mì luôn anh em. Đế hơi bị lạ hả anh? Dạ. Đây một dọc qua nha, mà đế nó đều hết trơn nha anh em. Nó nhỏ mà bỏ rất là khéo. Cái trong là một cốt đi lên anh em. Lên đây thì nó phân nhiều nhánh nè anh em, về anh em sạc bông sai là anh em chơi cũng rất là ổn luôn. Nói chung thì ăn tiền mua đế. Còn giá đưa ra thì phải nói là dễ chơi, cực kỳ hợp lý cho anh em. Cái này chắc em nhờ anh Việt vô đo thử thông số cho anh em tham khảo luôn ha anh Việt. Dạ dạ. Anh đo cái hoành. Nó có một cái vị trí hoành đó. Đo. Dạ một vị trí à. Dạ, đây là 38. Rồi, anh áo nhẹ sơ nguyên cái nồi đế luôn anh Việt ơi. Nồi đế nhiêu hả anh? 300 không anh? 209. 209.
Rồi mình sẽ quay một vòng nữa nha, ảnh báo giá chi tiết cho anh em tham khảo. Cái bầu này bứng đường kính ngang nó khoảng nhiêu vậy, đo thử cái nguyên cái bầu này cho anh em xem yên tâm. Nhiêu anh Việt, đường kính ngang nhiêu? Đường kính ngang nó tới 1m05. Rồi ra xa quay cho anh em lại cái nha. Cái này là mình giao lưu với anh em giá nhiêu hả anh Việt? Dạ 18 triệu. 18 triệu nha anh em. Dạ. Hỗ trợ ship cho anh em. Rồi cái bầu này thì mình nghĩ anh em mua về khỏi xuống lá cũng được bình thường. Còn anh em muốn xuống lá thì anh em cứ alo với anh Việt, anh xuống lá cho anh em. Dạ. Bầu lớn khỏe cây lắm nha anh em. Rồi mời tất cả anh em sang góc tiếp theo nha. Góc tiếp theo là một cây phôi nha anh em. Cây này khá là cao anh em. Cây này 60 mét gì không anh Việt? Dạ 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi hả anh? Cái này là mình giao cho người ta, mình giữ nguyên cái 6 mét rưỡi là được không anh? Hay mình cắt bớt anh? Dạ được, để nguyên luôn. Được bình thường hả anh? Dạ dạ. Rồi quay cho anh em một vòng của cái bộ đế nha. Đế này 4 giờ. Đế này hơi bị cọp anh em. Vòng qua. Đế điều mà nó bỏ khéo nha, như qua văn vậy anh em. Và ảnh bao ship cho anh em là giữ nguyên cái chiều cao luôn nha anh em. Về mình tạo lại nguyên cái cây tàn không, cây này tương lai đó anh em. Mặt bông chuẩn là nhiêu anh? Dạ là từ cũng 5 tới 9 cánh luôn. 5 9 cánh rồi, anh vô đo thử thông số cho anh em tham khảo luôn anh chị coi. Hoành tại vị trí là nhiêu anh? 64. 64 hoành nha anh em. Rồi nguyên cái nồi đế luôn anh chị coi. Nồi đế cũng hơi bị lớn ha. Dạ. Đo này chuẩn xác cho anh em. Nhiêu anh? Này cũng có 250. 250. Dạ. Rồi. Cây này là mình giao lưu với anh em giá làm sao hả anh Việt? Cây này giao lưu với anh em 23 triệu. 23 triệu. Dạ. Bao ship cho anh em 200 km luôn ha anh. Dạ dạ. Dạ. Chút tiếp theo mã số 4 nha anh em. Rồi quay sơ cho anh em một vòng của cái bù đế nha. Rồi anh vô đo thử chiều cao khoảng nhiêu hả anh Việt? Đế này nè. Dạ là 85. Rồi hoành nó khoảng nhiêu anh? Cây này bông sao anh Việt? Cũng 5 tới 9 cánh luôn. 5 9 cánh ha. Dạ, 44. 44. Cây này là mình giao lưu sao anh Việt? Thì giao lưu rồi tặng chậu cho mấy anh em cho nó không mất xích cái cây luôn. Cái cây này giao lưu là 5 triệu. 5 triệu, chặn tặng cái chậu nha anh em, bảo ship 200 km. Rồi. Rồi góc tiếp theo, góc xù nha anh em. Cây này đế khá anh em, mà nó đổi lại thì nó có nguyên cái cục xù. Cái cục này lên lâu chưa anh Việt? Cục này cũng lên mới lên đây nè. Đều hết nha anh em. Xù nhiều à. Chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Việt? Cây này bông mình thấy không anh Việt? Bông này nó là 5 cánh. 5 cánh hả anh? Dạ. Dạ. 54. Hoành luôn anh Việt ơi. Nhiêu anh? 37. 37. Cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu hả anh Việt? Dạ là 4 triệu tư. 4 triệu 400 ngàn. À, bao ship cho anh em 200 km, tặng luôn cái chậu nha anh em. Dạ. Chốc tiếp theo mã số 6 nha anh em. Quay sơ cho anh em một vòng. Anh em cứ yên tâm, lá này thì ảnh bao ship cho anh em là tặng chậu cây không có mất sức anh em. Đây một dọc bộ đế của góc này. Mặt bông này mình thấy chưa hả anh Việt? Cái này là bông này cũng 5 cánh luôn. 5 cánh luôn hả anh? Dạ. Rồi, chị anh vô đo thử chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Việt? Chiều cao nhiêu anh? 1m12. Rồi, hoành luôn anh Việt ơi. Hoành chuẩn gốc này khoảng nhiêu, mình đo một bát một thôi anh. 53. 53. Cây này là mình giao lưu với anh em giá nhiêu hả anh Việt? Giao lưu với anh em là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi, bao ship tặng chậu 200 km luôn hả anh Việt? Dạ. Dạ. Chốc tiếp theo, mã số 7 nha anh em. Một cây phôi. Quay sơ cho anh em một vòng của cái bộ đế gốc này nha. Mặt bông cây này mình thấy chưa hả anh Việt? Cái mặt bông cây này là 5 tới 9 cánh. 5 cánh đến 9 cánh hả anh? Dạ. Rồi, chiều cao cây này khoảng nhiêu hả anh Việt? Cốt cành có sẵn nha anh em, về anh em mình tạo lại. Mình chơi. 1m rưỡi. 1m rưỡi. Rồi, hoành của vị trí này khoảng nhiêu anh? Đo một cái thôi anh, hoành chuẩn của gốc thôi. 50. 50. Rồi, cây này là mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Việt? Cây này giao lưu với anh em là giá là 4 triệu 8. 4 triệu 800 ngàn, bao ship 200 km luôn hả anh? Dạ. Dạ. Góc tiếp theo mã số 8, góc cuối cùng của ngày hôm nay nha anh em. Quay cho anh em tham khảo, cái này anh mới sạc lên tàu lên hay sao anh Việt? Dạ dạ. Chiều cao cây này khoảng nhiêu hả anh? Này chiều cao là có 2m8. 2m8, tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang là
2m. 2m, đây bộ đế dưới nè anh em, quay cho anh em một vòng nha. Này có cái đế chịu anh em, nhìn giống y chang con thú á, ngoài thì cái này giống cái đuôi á anh em. Rồi mình sẽ quay sơ cho anh em một vòng để anh em tham khảo chi tiết gốc này. Cái này giờ tặng chậu luôn ha anh Việt. Dạ, anh em khỏi sợ cây mình mất sức nha. Chuẩn nó là bao nhiêu cánh, bao nhiêu cánh nha anh Việt? Cái này là như này bông chùm. Bông chùm á anh. Dạ. Rồi. 9 tới 12 cánh ạ. Em nhờ anh vô thử thông số cho anh em tham khảo luôn ha anh Việt. Quanh nhiêu anh? 55. Rồi anh áo hết nguyên cái nồi đó khoảng nhiêu anh? Đo cái củ đặc thấy ở trên thôi anh. Đặc này thôi ha. Dạ. Nhiêu anh? 100. 100. Rồi cây cuối cùng ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Việt? 26 triệu luôn anh. 26 triệu với anh em. Rồi cuối video mình có gửi ấm cho khán giả không anh Việt? Dạ, cũng có cái clip thì cũng chúc cho cô chú anh chị một ngày được dồi dào sức khỏe. Dạ. Phát tài. Rồi. Cũng ủng hộ em lô này được thành công. Dạ. Rồi nãy giờ anh Việt có giao lưu với anh em táo bốc mai. Anh em nào thấy thích thiện chí cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Việt nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em.